Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Hôm nay tiếp tục với chương trình review cũng như là xây dựng nhân vật. Chúng ta hãy đến với một nhân vật cực kỳ ma mị với một màu tím cực kỳ lộng lẫy. Đó chính là nhân vật F huyền thoại của chúng ta. Thì thông thường F sẽ được biết đến với một nhân vật như là Cave đi búp cho các nhân vật khác trong team như là Đắc Lóc, DK hay đặc biệt là Summoner. Thì hôm nay chúng ta hãy đến với khả năng đi trên của em đó, khả năng đi killer, để xem với một màu tím ma mị như vậy thì khả năng tiên quái của em nó có tốt hay không, để từ đó chúng ta có thể xây dựng lên được một nhân vật F làm killer của team đi giết người. Và bây giờ chúng ta hãy đến với khả năng tiên quái của em nó. Let's go. Ok, để đạt khả năng tiên của em nó thì chúng ta hãy đến với map Kubemai 850. Đây là một map khá cơ bản cho những level về sau. Và hiện tại mình sẽ sử dụng là skill Deep Shot hay là 3 tia và đã được nâng cấp lên 5 tia. Thì như các bạn đã thấy, khả năng trên của em nó cũng cực kỳ ổn định, không thua kém một bất kỳ nhân vật nào khác. Và hiện tại đang trên màn hình đã xuất hiện đan trắng, đó chính là đan Phoenix. Thì Phoenix sẽ mang lại cho anh em một khả năng đi trên cực kỳ dễ dàng hơn so với khi mà anh em không có. Với khả năng loại bỏ 16% máu tối đa, thì lượng đan mà mang lại của đan Phoenix là cực kỳ hiệu quả, gần như là bằng 1/3 đan thông thường. Thì để có được một lượng đan như vậy thì trang bị của em nó ra sao, ta hãy đến ngay bây giờ. Đối với trang bị của em nó hiện tại không có buff, mình sẽ sử dụng một cái Wing 4 cộng 12 với ult defense và cộng máu tăng ngay tốc độ tấn công lên 5 và tăng độ đam 500, và ult 11 thì sẽ là defense và điểm tăng khả năng phòng thủ thành công 1 lên 84%, khá là bình thường. Và set đồ thì sẽ là set size và hết cộng 15, nhưng mà chỉ có là 7 star, tất cả đều là 7 star, và riêng tay sẽ có được DD giảm đam lên 75. Với vũ khí thì sao? Vũ khí của em nó hiện tại đang sử dụng sẽ là set vũ khí Blue Eye level 1000 cộng 15 và được hạt dòng vàng Harmony là Attack Increase lên 19, và mũi tên cũng sẽ được tăng lên 19 với dòng vàng với level 20 và cộng 15. Dây chuyền của em nó sẽ mang là level 20 và speech, một cặp khuyên tai, một thứ mà tất cả các nhân vật nữ sẽ đều ao ước có được. Một cặp khuyên tai level 700, level 300 khá là cuối bắt. Và một cặp nhẫn black ring và ring phù thủy. Ôi không có gì cả, đó là những thứ cực kỳ dễ kiếm được ở server mình. Và hiện tại em nó còn không sử dụng giới quỷ, không sử dụng búp, nhưng đam này là đam cơ bản, nên như là cơ bản của em nó. Và tất nhiên sẽ là một cái beta, một cái sách thuộc tính Lyra. Và đã là Lyra thì sẽ là Guardian Witness với 10/70. Thì đối với lượng đồ như vậy thì chúng ta nên cộng điểm như nào để có thể mang được những món đồ đó. Đối với bảng C của em nó thì đã được ăn full hoa quả là 125-27 điểm, với set tên là 297, nhanh nhẹn là sẽ là 2.5, máu và năng lượng là sẽ không tăng. Tại sao sức mạnh chỉ là tăng 297? Và đây là lý do yêu cầu của set đồ mang yêu cầu sức mạnh là 297 và nhanh nhẹn là 594. Và đối với một nhân vật F thì chúng ta sẽ tăng tối đa khả năng nhanh nhẹn của em nó, vì vậy chúng ta sẽ tối thiểu mức stem đủ để mang đồ, và máu và năng lượng chúng ta sẽ không tăng, và dùng thì tất cả các điểm và agi. Đối với việc tăng cho nhân vật F đi PVM cũng như hay là đi trên thì khá là đơn giản. Và khi mà chúng ta tăng điểm như vậy cộng thêm bảng Master thì chúng ta sẽ đạt được là crit dam 55%, là hoàn hảo 10%, đúc của dam là 26, tip của dam là 6%, và bỏ qua phòng thủ, bỏ qua tỷ lệ phòng thủ là 13%. Vậy bảng Master A của em nói như nào, chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Đối với bảng Master A, ta sẽ thông thủ, ta sẽ tăng 10 điểm vào mana, 10 điểm vào máu và tăng 5 điểm thôi vào hồi một tim, tăng 15 điểm vào phòng thủ thành công và 10 điểm vào phòng thủ thành công và 15 điểm vào phòng thủ cơ bản. Từ dưới thì chúng ta sẽ dồn 20 điểm vào agi và sức mạnh, vì em này đang đi trên PVM nên gần như là các ô cuối nó sẽ không tăng.
thì khi các bạn đi PVP ấy, tất cả các ô này sẽ đều phải nghiên cứu và tăng vào, và mình sẽ làm một video sau ở đó về các cái điểm của ô này. Và tất nhiên ô tăng vào win thì sẽ không tăng vì em nó đang sử dụng win 4 và ô này chỉ có đặc biệt thì em sẽ dùng win 3 mà thôi. Về bảng skill, bảng skill thì chúng ta sẽ tăng 20 điểm vào attack success rate và dùng chip shot, nên chúng ta sẽ tăng 20 điểm vào chip shot, 10 điểm vào chip shot battery và 20 điểm vào weapon battery, từ đó tăng thêm 20 điểm vào máu. Ở đây anh em có thể lựa chọn vào khả năng việc tăng 15 đam trong mũi tên băng hoặc tăng 15 điểm vào Omana, nhưng mà để tối đa thì anh em nên tăng vào 15 điểm vào băng là tốt hơn, và tăng 20 điểm vào multi shot để chúng ta có thể tăng thêm được 20 điểm vào máu, mang lại cho chúng ta được cần 200 máu cực kỳ ngon. Và ở ô PVP, ở ô tấn công, chúng ta chỉ tăng 10 điểm PVP mà thôi để lấy điểm cơ bản để tăng sống được với 11 điểm sử dụng cung. Ở hàng này chúng ta sẽ có 3 dòng cơ bản: cung, nỏ và là sẽ là khiên. Khi anh em đi PVM mà sử dụng vũ khí rút thì chỉ có thể là tăng vào cung, kèm theo đó chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm vào cung battery. Từ đây chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào khả năng phục hồi máu, dồn 20 điểm vào attack auto strength để tăng lên khả năng đam của em nó lên, và dồn 15 và cũng như 17 điểm vào mid max của đam attack power. Và một thứ cực kỳ quan trọng đó là 10 điểm vào ô hồi 100% máu. Khi mà đi trên khả năng hồi máu của em nó cực kỳ bảo đảm. Và đối với dòng F thì chúng ta sẽ nên tăng 20 điểm vào ô maxman này. Khi tăng vào ô này, khi mà quái nằm trong bụng ranh, nghĩa là ranh 4 của khả năng tấn công, thì sẽ được tăng lên tầm 45 điểm. Điều này cộng thêm với skill chip shot, skill 3 tia, thì quái đến càng gần thì khả năng ăn tròn 3 tia mũi tên của em nó là cực kỳ cao, nên lượng đam đem lại cực kỳ lớn, nên ô này là một ô cực kỳ quan trọng. Và cuối cùng cơ bản là 11 điểm chia đều cho ô đúc của đam và bỏ qua phòng thủ. Đối với bảng master như vậy thì bảng master cộng của em nó ra sao? Đối với bảng master cộng, chúng ta sẽ tăng vào ô chip shot. Bảng nâng cao của chip shot, tất nhiên khi đi PVM thì khả năng cộng điểm của em nó cực kỳ đơn giản với việc tăng mắc hàng đầu tiên. Và việc lựa chọn giữa mất máu và băng thì như mình đã nói rất là nhiều video trước, ta nên sử dụng băng để làm chậm khả năng di chuyển của quái cũng như đóng băng quái, làm cho anh em đi tên dễ hơn, tránh bị mất máu bởi quái. Và ở bên phần bonus, phần được tăng thêm, chúng ta sẽ tăng 40 điểm vào mắc máu, 40 vào star vào agi, và dùng 30 điểm vào attack power, 40 điểm vào all star, 20 điểm vào skill down. Thì việc tăng ở bảng bên này anh em có thể lựa chọn là như sau: chúng ta sẽ bỏ bớt 40 điểm ở all star, tăng vào max attack power, tiếp tục bỏ thêm 10 điểm ở này đi, tăng vào 10 điểm của đam của win cũng như là 10 điểm đẹp của win, sẽ là hay hơn so với việc anh em dồn hết 40 điểm vào agi như vậy. Thì đối với bảng master cộng đồ như vậy, bảng C như thế, khả năng đi trên của em nó có tốt hay không? Và để chứng minh điều này, tất nhiên chúng ta vẫn sẽ đến với map cao nhất mà không sử dụng bút, map Kayon 1050, map cao nhất hiện tại. Và liệu rằng em nó có thể chơi tốt ở map này hay không nhá? Bạn nào, lượng máu mất đi cũng khá là lớn, để xem em nó có thể đám nổi không. Dễ dàng. Đấy, với 3 tia cộng một nít khi được nâng cấp lên là sẽ thành 5 tia, thì khả năng clear của em nó cũng khá là tốt, tuy rằng sẽ không mạnh bằng súng hay các nhân vật khác, nhưng mà khả năng đi trên là tương đối ổn định và có thể solo một mình. Lượng đam của em nó mang lại cao nhất chỉ là trên 100k đam ở map cao nhất, 128k, không thể so sánh với các nhân vật khác, nhưng mà tốc độ đánh của em nó thì khá là tốt, và cũng như lượng khả năng đẹp của em nó nữa. Thì đây là thì việc mã nhân vật FD solo trên làm killer của team là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trên đây là mình đã review về cách build của nhân vật F khi mà đi killer.
hy vọng video này sẽ giúp ích được nhiều cho anh em trong việc sử dụng nhân vật ép đi trên, chứ không phải thuần như các session trước là ép chỉ là để đi book, đi làm cà phê. Thì điều này chỉ chứng minh được một điều là ép có thể đi trên cực kỳ tốt, solo một mình, không cần ai để cùng trợ cả. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích được nhiều cho anh em trong việc build nhân vật ép. Sau khi mà ép trên tốt, nó sẽ build nhân vật ép đi TVM, ép đi chiến đấu. Thì hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Vui anh em một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em. À, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video này nếu anh em cảm thấy hay, thì có thể theo dõi được các video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.